Hello, Bảo Trung xin chào tất cả quý vị và các bạn trên kênh Nhà Thầy Bảo Trung. Hôm nay quán cơm tấm Bảo Trung hân hạnh được đón tiếp Quang Minh từ Mỹ về. Hồi đó bả là anh em cũng đi show chung với nhau nhiều lắm. Đúng rồi. Và bây giờ về bên đây chung mở quán cơm tấm này Minh không biết. Thì ra đây cái là cô vui vô tình có người bạn đó là Quang Minh ngồi quán cà phê Tháp Bắc. Thì ra là anh điện em điện đó. Đúng vậy. Bởi vậy quý vị biết không, Quang Minh sau Tết đi ra Nha Trang chơi thì tình cờ sáng hôm nay ngồi quán cà phê Starbucks, tôi tự nhiên thấy anh Bảo Trung gọi không biết chuyện gì. Anh nói trời đất ơi, có người quen thấy là Quang Minh đang ngồi tiệm Starbucks. Nói Bảo Trung nói thôi, anh đang mở một cái quán cơm tấm Bảo Trung đó, thì hôm nay á muốn người thật vị thật của mình ghé thăm anh Bảo Trung. Wow, em thank you, thank you, welcome. Em nói thiệt với anh nha, em tới đây á em rất là mừng, tại vì chưa để đang nói chuyện, tại vì quý vị biết không, đang đi taxi tới đây nói địa chỉ không mà người ta đi tìm hoài không có. Và mình nói là anh tìm cái tiệm cơm tấm của anh Bảo Trung á, cái trời đất ơi, nãy giờ anh không nói, anh Bảo Trung anh mới mở cái tiệm 2 tháng nay thôi mà rần ai cũng biết tới hết, cho nên hôm nay tới đây chúc một anh Bảo Trung. Ok, vô ăn cơm tấm thử coi, thử rồi, nha, vô okay. Ăn có gì tâm sự với nhau, ok. Rồi. Ok. Em chụp cho anh với anh Trung tấm hình đi. Quảng cáo cho người ta, bên kia, xa, thấy cái chữ nha. Thấy cái chữ cơm tấm Bảo Trung, ok. Chụp 2-3 tấm thì mình xíu lại chút mới thấy. Ok. Hey, hello, how are you? Ok. Chúng gần tắm nè. Gần qua đây tắm nè cậu. Nè, tụi đây nè. Rồi, đây. Rồi gần cái nữa. Rồi, yeah. Ok. Rồi. Ok, thôi mời vô. Ok, dạ. Yeah. Chưa ăn mà nhìn thấy hấp dẫn lắm. Hấp dẫn nè. Bảo đảm. Cơm tấm Bảo Trung hấp dẫn. Ok. Thank you. Ok. Rồi, giờ ngồi đây đi. Đây mình ha. Đây, ok. Đây đi. Mình ngồi đó đi. Ok. Thank you. Chừng nào về? Còn chơi lâu. Em. Ở đây, hai tuần nữa đi. Đây. Rồi. Thank you nhiều nha. Okay. Gặp lại. Bye. Ok bye, ok see you. Cái gì ngồi em? Chai nước mắm. Tại vì mình để trong chai nước mắm mà mình để trong cái hũ thì hôm đó làm cái hũ thì nó không vệ sinh, rùi đi sabu. Và phải order cái này. Wow. Thành ra khách rất là lạ lùng là cái chai nước mắm. Hay. Nước mắm ăn. Ok. Hay. Đúng là quán công tấm của nghệ sĩ. Cái chai này rất là vệ sinh. Nhưng mà phải order. Mình phải order cái này, thành ra có Trung Quốc. Mình order cái chai không về mình làm. Thì nó rất là vệ sinh mà nó giữ cái nước mắm nó không có hư. Dạ được, dạ được. Ok. Ủa trời ơi, ở đâu mày trúng mánh dữ vậy? Về trúng mánh hả? Chụp cho đẹp nha. Rồi. Không phải là trúng mánh đâu mà tại vì nghệ sĩ có duyên với chị thôi. Dạ, cảm ơn chị. Anh em nghệ sĩ có duyên với chị thôi. Rồi. Ở đây. Trời ơi. Đây là một cái dĩa đặc biệt để cho Quang Minh dùng thử. Có khi nào mà có dịp anh em ở Mỹ về thì coi ăn thử cơm tấm Bảo Trung có giống cơm tấm Cali không? Đây, okay. Hấp dẫn quá. Hồn quá. Ok. Ok, sit down. Ok. Rồi. Giờ uống cái gì Bảo Trung làm? Trời, đúng không? Đi sữa đá đi anh. Cà phê sữa đá ha. Rồi. Nước mắm. Cho gì làm cái ly cà phê sữa đá. Anh có chén nước mắm không? Có chứ. Quên. Đây. Ngon quá ha. Rồi, bấm ra. Cái nào cũng được, để rót đây. Lần đầu tiên thấy một cái chai nước mắm được đựng trong một cái chai rất là sạch sẽ. Giống cái chai rượu phải không? Giống cái chai rượu. Đó, chở đây phải không? Chở xuống. Wow, hay quá ha. Khách vô là có nhiều người không hiểu.
Ở đây, ớt đây. Ăn thử nước mắm đặc biệt của Bảo Trung đi. Nước mắm cái mùi gì chưa ăn đã thấy thèm rồi. Tại nước mắm nấu bằng nước dừa. Gì? Không có hóa đường, nấu bằng nước dừa. Đó, thành ra cái nó đặc biệt nước mắm ở đây là vậy. Đó. Mình nấu nước mắm bằng nước dừa. Tôi thử nha. Ừ. Thử nha. Okay. Tai nghe không bằng mắt thấy, ăn thử rồi mới dám quảng cáo. Ok, cho giấy con ơi, cho hộp giấy coi, hộp giấy nhanh lên. Wow. Pha đi con, pha đi. Pha cà phê sữa. Đây. Con sao ớ đấy nè. Ok. Đấy. Ây da ơi. Dạ. Hồi nào giờ Quang Minh đi ăn cơm tấm thì chỉ thấy miếng sườn thôi. Miếng sườn thôi. Nhưng mà hôm nay tới quán này lại có thêm một miếng cốt lết nữa. Không, có đây là cốt lết, có đây là sườn que. Ồ, sườn que tức là ở ngoài này tên gọi ngoài Nha Trang. Nhưng mà trong miền Nam mình gọi là sườn cộng. Sườn cộng. Cái sườn cộng ở đây mà bán sườn cộng là rất nhiều, sườn que rất nhiều chứ cái sườn cốt lết là cũng có tốt mỡ nữa. Rồi rồi. Thử đi đó. Tớp mỡ giòn lắm mà. Wow. Đây là mới thử cái này. À thử đi. Ai ướp anh? Mẹ. À cái sườn này là độc quyền của mẹ ướp. Anh thì chỉ sao xào thôi. Nhưng mà em có cảm giác này nào? Sao? Sườn thịt cơm tấm này nào. À. Nấu giống như kiểu gia đình vậy đó. À. Đúng không? Cái này là giảm miền Tây. Ừ. Miền Tây. Ăn rồi mới mạnh dạng quảng cáo. Tới đi quý vị. Đó. Cái thử thử miếng cái này nè mới ngon nè. Cảm giác là vệ sinh, cái điều quan trọng nhất sạch sẽ, vệ sinh. Đó, ướp gia vị rất là vừa ăn. Thử đi. Thử cái miếng này. Thử cắn đi. Lần đầu tiên em thấy anh. Cắn đại đi, có sao đâu. Đó, chơi luôn là vậy mới đã. Tiếng Nga là nó cạp luôn vậy. Đó thì em cũng cạp chứ ai cạp. Nói là cạp nó đúng, kỳ lắm. Bây giờ vừa ăn vừa hỏi thăm chút được không? Bây giờ Quang Minh đó là về đây nhiều rồi phải không? Chắc chắn là phải về nhiều rồi phải không? Thì bây giờ những cái chương trình hỗ trợ đừng ngại. Bảo Trung sẽ giới thiệu cho bạn mình cái sân khấu hỗ trợ. Tại vì hỗ trợ bây giờ nó giống như đại nhạc hội vậy đó. Thì không có gì mình ngại hết, mình hát khán giả lại để sung hơn là giống như đám đông vậy thôi. Vậy anh. Thì cái sau đó mình sẽ trao đổi, Bảo Trung sẽ cho cái giá, ý cho cái điện thoại cho Bầu. Rồi Bầu sẽ đưa cho Quang Minh, điện cho Quang Minh. Rồi cái giá cả gì đó thì ok, hợp lại với Bầu thôi. Chứ còn riêng anh thì anh chỉ giới thiệu thôi. Rồi cái đó thứ nhất. Cái thứ gì? Là chương trình tập luật 4. Chuẩn bị chương trình tập luật 4 là mời Quang Minh Hiếu Hiền nha. Quang Minh Hiếu Hiền vô chơi với anh. Rồi. Tập luật 3 thì có đánh bèo. Anh làm ở Nha Trang hả? Không, anh làm Sài Gòn chứ. À, làm Sài Gòn. Làm Sài Gòn, tại vì chương trình tập luật 3 Châu Thanh với cũng có giữ, lại vô coi chương trình tập luật đi. Tập luật 3 là Châu Thanh rồi. Làm đâu anh? Quay mấy cái miệt vườn rồi đó vậy thôi, xung quanh mấy cái cây okay. Cảnh này nọ vậy đó. Em hiểu rồi. Rồi tụ họp tụi mình đó là lợi ráp chơi, ráp cho nói chuyện, trò chuyện giống vậy là chơi thôi. Okay, giỡn với mình hoặc là mình làm kịch bản, mình sắp lớp để mình giới thiệu chương trình cái gì đó, là mình làm cái gì đó, anh em mình chơi với nhau. Ok. Mà mời đừng bỏ em đó nha. Hả? Đừng bỏ em đó nha. Sao bỏ gì, có điện thoại rồi, đâu bỏ được. Chỉ năm ngoái, năm cũ á quý vị, mình giống như là em chưa có đại khái hòa nhập. Chưa có hòa nhập. Rồi. Thì năm 2023 này mình quyết tâm sẽ hòa nhập đến gần với bà con ở Việt Nam mình. Không phải là vậy. Để nói cho bà con hiểu là Quang Minh xuất thân từ ở Việt Nam. Là đã làm hài rồi. Nhưng mà khi qua Mỹ á, là đúng ra Quang Minh đó là hài hải ngoại. Còn anh là hài Việt Nam. Dù anh có ở Mỹ bao nhiêu năm cũng hài Việt Nam, mà tại vì anh nổi từ Việt Nam. Còn em nổi từ hải ngoại. Tức là khi em sống hải ngoại nhiều quá, bây giờ trở về Việt Nam, anh sống
ở có 10 năm bên Mỹ thôi mà anh về đây anh còn ngỡ ngàng. Đúng, chính xác luôn á. Phải mình sẽ thấu mình rất ngỡ ngàng. Tại vì mấy em nhỏ bây giờ nó tấn lên quá. Quá trời. Thì mình ngỡ ngàng. Ngỡ ngàng nhưng mà anh em mình là dạng hát nghề với nhau. Thành thử là mình muốn hòa nhập đều ít nhất cũng phải là 6 tháng lên mới có thời gian. Đúng, chính xác luôn. Thì Quang Minh về hát với anh nhớ là Vườn Rau không? Lúc đó anh biết Quang Minh nó là ngỡ ngàng chưa hòa nhập được. Yeah. À, cái khán giả ở nước ngoài nó khác, khán giả ở đây nó khác. Khán giả ở đây đó thì phải có lớp plan kịch bản rồi đàng hoàng tâm thức. Còn ở nước ngoài đó người ta đi làm cực khổ, ta muốn mì ăn liền, ta muốn cười ào ào liền thôi. Đúng rồi. Nhưng mà cái sự hòa nhập á, sự hòa nhập này nó khác. Anh em mình về đây sống với nhau, yểm trợ nhau, ủng hộ nhau. Cái mà bây giờ đó là anh em mình. Anh có biết là bữa đó diễn về buồn lắm không? Sao buồn? Em buồn lắm á. Còn không có đến nổi đâu. Không, đến nổi. Tại vì mình nghệ sĩ mình biết mà. Cái nào mà có hiệu quả nhiều ít mình biết mà. Đó. Anh thì quá lanh rồi. Anh thì nói đó. Đó, cho nên từ đó về sau em hết dám gọi luôn. Đâu có sao đâu. Đúng rồi. Tại vì hai cái trường phái nó khác. Chứ là anh chung là khán giả Việt Nam quá trời của đất rồi. Đó, cho nên sau đó em học được nhiều bài học lắm. Nhưng mà quyết tâm năm nay sẽ ra quân trở lại. Anh nhiễm trợ luôn. À, rồi ok. Anh sẽ đứng sau lưng yểm trợ. Rồi. Yểm trợ từ kịch bản luôn. Rồi giờ mà rồi. phải làm cái tập lục của anh nhào vô chơi để mà mình làm quen lại. Là nó giống như là chương trình thôi, chương trình tập lục Tùng Lâm hồi xưa đó. Đúng rồi. Bây giờ anh làm chương trình tập lục mà 1 2 3 rồi. Với lại tại vì hai á nó là đời. Cho nên đời sống ở Việt Nam á em đi lâu quá rồi. Anh chưa biết rõ là khán giả cần cái gì. Cần cái gì để mình cho khán giả đúng cái gia vị đó, cho nên trong cái thời gian vừa qua em cũng tìm hiểu nhiều, cho nên quyết tâm lần này phải ra quân. Nhưng mà hôm nay là nghe anh Bảo Trung nói là sẽ hỗ trợ cho em vui lắm. Anh hỗ trợ cho em cái kịch bản luôn. Rồi. Thí dụ như là về đây mà nó bằng bí trước, nhưng mà về trong kịch bản mình sẽ làm cái gì hợp lý cho nó lạ, nó lạ cho với bà con thì mới được. Chứ còn mình làm kịch bản mà nó không hợp lý cũng không được. Đúng rồi. Cái tới là anh có dự định là mời Hiếu Hiền, đâu biết em làm với Hiếu Hiền đâu. Em bây giờ làm Hiếu Hiền. Làm chơi với nhau mà anh em thì mình chơi nhau, ví dụ như là đám tiệc mà tiệc liên quan tiệc gì đó. Cùng lắm là mình ráp, mình là anh em mình ráp làm. Ráp làm với nhau chơi. Tùy theo cái tiệc nó sang, tiệc nó. Nhưng mà cái vấn đề quan trọng là anh chịu hết nổi. Thử đi. Để nó nguội. Nguội không ngon. Nó nguội không ngon. Ok. Đợt cà phê anh pha cũng độc đáo lắm à. Cà phê cũng độc đáo lắm, tại vì cà phê pha máy, nhưng mà anh lấy cà phê đặc biệt, anh lấy loại dạng cà phê đặc biệt á, thành ra uống nó hơi mạnh, người ta bắt xíu nha. Giờ này không phải dạng sao cũng đông quá, đâu có dạng cũng không chưa đâu. Cái này đó là hồi sáng là đầy ra phía sau rồi. Thì mới, ý em muốn nói đó okay. Là giờ này cũng trễ rồi. Nhưng mà bán tới 1 giờ nghỉ 2 tiếng. Hay ha. Tiếng bắt đầu 3 giờ bán ra tới 5 giờ mới ra đông. Giờ cơm chiều á. Hồi sáng này là đầy dưới hết, ngồi đầy phía sau hết. Ở theo anh còn khoảng chừng chứa khoảng 100 mấy người nữa. Coi. Tại vì mình bán khách đoàn nhiều. Rồi Tết là đuối hết. Tết là bán đuối hết, nghĩa là rồi bỏ. Ủa? Một ngày khoảng 200 khách. Anh bán luôn ngày Tết luôn hả? Thì gia đình bán ngày Tết luôn, anh thì ở trong Sài Gòn. Chạy xô đóng. Thì ở trong ngoài này báo cáo vô, trời ơi bỏ một ngày 200 khách, 200-300 khách luôn. Trời ơi. Bán không kịp. Tại vì mình sức chứa mình có hạn. Sức chứa của mình 100 mấy người thôi. Đi tự nhiên đi không? Anh bà xã của anh có nghề không? Trong nghề không? Để. Nó thấy quen, cũng ca sĩ mà hát về Phật giáo nhiều. Cái bài này là bà có bầu 3 tháng. Rồi anh thu cho bà cái bài này. Bài này mấy triệu view rồi đó. Cho xin làm quen. Anh dừng trên mấy cái YouTube á. Anh thấy anh có vẻ thân với Hương Dừa không? Tại vì đúng ra là anh cũng nhờ Hương Dừa mới làm YouTube à. Hồi mới về anh đâu có làm đâu. Anh hát anh là quay cho người ta không à. Rồi bây giờ đó Hương Dừa đó anh quay cho người ta nhiều quá, người ta mà sao anh không làm kênh YouTube. Thì
thì bà xã anh nó có nết bạc trước anh luôn á. Ghê không? À, có nết bạc trước anh. Thì khi vừa nó sáng làm YouTube thì bắt đầu bà xã về nói với bà xã, thì bà xã bà nói để đăng ký bên BH là kênh YouTube của bà xã. Thế làm mấy mấy tháng chưa tăng năm rồi có nốt bạc rồi đó. Bây giờ là gần nốt vàng rồi, trên giữa hơn nửa nốt bạc rồi. Sáu mấy ngàn người đăng ký rồi. Tức là được 1 triệu là mình được nốt bạc, nốt vàng. Là hơn nửa đường nốt vàng rồi. À, cũng nói thật sự thật là được khán giả và bà con của bác thương mình, thành ra cũng xem và cũng thương mới xem. Đúng rồi, okay. Khán giả với anh mở quán này là cũng khán giả không, khán giả thương anh không, thành ra ở đâu về cũng ghé đây hết, mà anh đi show là khán giả la dữ lắm. Bây giờ anh với Khương Dừa giống như là làm dần công thôi. Khi nào Khương Dừa quay phim thì anh làm nó không lấy tiền. Mà là khi anh làm cái Khương Dừa không lấy tiền. Vậy đó, anh em dần công với nhau. Tại có một số anh em nghệ sĩ cũng vậy. Như quay kìa rồi quay Châu Thanh rồi nọ là không ai là lấy hết trơn á. Rồi quay dần công với nhau. Rồi mà quay cái vụ mà Tấn Beo rồi nè, là quay cái vụ Tạm Lục Ba đó. Thì nói thôi anh em dần công đi, thì anh quay Quang Minh cần thì anh quay Quang Minh. À quay với ông Minh là mà anh quay với ông Minh là anh cực lắm. Là tại kịch bản anh cũng phải lo nè, anh lo đủ thứ hết, đợi máy móc anh lo. Nhưng mà quay dần công với nhau anh em mình chơi mà, chơi cái này cuộc chơi. Nhưng mà khán giả thì là lại, nếu như vậy đó khán giả mới thương mình được. Nghệ sĩ mình được cái đó, làm gì ủng hộ đó. Nhưng mà ủng hộ thì ủng hộ cũng phải ngon. Chứ còn là mình làm mà nó bèo quá thì cũng không được. Cái clip, những cái vlog thì em làm sao cũng được hết. Còn cái kịch bản là phải vô, phải ngon. Nhớ cái kịch bản mà bắn tranh bắn nổ. Ăn dữ thôi không? Ăn khủng khiếp lắm, anh của anh còn thích, có hoài luôn á. Anh là người đi mua tranh mua đồ á. Hi, hello. Hello em. Dạ. Hello. How are you? Ngồi đi á, ngồi đi. Mà dùng ok. Anh ở đâu bây giờ đây vậy? Ở Hyundai. Nhà máy điện Hyundai. À, ở đây phải không? Ở mình gia tăng phải không? Đây. Ok. Hâm mộ chứ đừng hâm được rồi nha. ok, thank you. Rồi. Để chụp hình đi. Ok. Lâu lắm rồi mới ăn mà với cơm tấm ngon vậy. Không giống mấy tiệm khác. Rất ngon. Thôi đứng vậy, ngồi đi ăn vô đó, chụp nguyên nhà luôn, gia đình luôn. Ok. Là có cái vẻ giống như là. Rồi, chụp nguyên gia đình đi. Có cảm giác là không có nhiều bột ngọt. Rồi. Cái quan trọng nhất. Vô đây. Bây giờ đi đâu mà ăn bột ngọt. Hello. Cái này không có bột ngọt. Được không? Được không? Sao cảm không phải không? Làm tao quýu với bột. Rồi. Quê. Chơi xe phi luôn ha, chơi lén nè. Ok, mời ngồi. Cà phê cũng lạ nữa nha. Nè. Không sao hết. Dạ không sao không? Không phải có người quảng cáo đâu. Đôi rất là cà phê. Ủa? Có cảm giác hình như nó ngộ ngộ chứ. Dạ. Giống như là hồi xưa em nhớ là có uống cà phê có bỏ một chút xíu rum. À. Này có không? Không. Sao nó ngộ ngộ không? Đặc biệt cách pha khác. À. Cách pha nó khác. Ừ. À. Cái này là cũng một người bạn ở cái quán cà phê lớn ở Sài Gòn chỉ cho bổ sung cách pha. Chứ cà phê mà họ mình không biết cách pha đó nó sẽ bị nhạt ra. Nó không còn mùi thơm nữa, mùi thơm của cà phê. Nhưng mà anh phải tìm tới là gần như là phải là mười mấy món cà phê mới là được món để mình làm vừa ý mình đó. Cà phê lạ nha. Okay. Thôi để cho Quang Minh ăn. Ok, từ giả tất cả quý vị nha. Quang Minh sẽ ở Việt Nam đi hát với Bảo Trung rất nhiều.
À, quý vị cứ đón chờ xem cô Quang Minh năm nay thay đổi thế nào. Ok. Trước khi chia tay quý vị, chúc quý vị khán giả một năm mới, năm con mèo thì là nhẹ nhàng, hạnh phúc và bình an. Dạ. An khang thịnh vượng, bạn sự gì? Dạ. Cười. Nhớ hồi đó tao quen với má mày, mày xách cây bê rượt tao. Tao về nhà tao, tao mét má tao, tao nói má mày về tao.